Xin chào các bạn Trong video ngày hôm nay Phúc sẽ nói về một tranh chấp liên quan đến việc sử dụng hình ảnh và tranh chấp bản quyền trên các nền tảng kỹ thuật số giữa Linh Baby và công ty cổ phần giải trí NKT Như các bạn cũng đã biết thì hiện nay có rất là nhiều công ty truyền thông đã tìm kiếm những cái thay là những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để họ có thể sử dụng hình ảnh của những người này hợp tác thu lợi nhuận từ trên các nền tảng kỹ thuật số thông qua lượt view và lượt quảng cáo thì trường hợp của Linh Baby cũng như vậy thì thật ra trước đây thì có một cái vụ mà cũng khá là lớn đó chính là tranh chấp giữa lộc phụ hồ và anh chủ nhà thì vụ này phúc có tham gia vào ngoài ra thì phúc cũng có tham gia một số cái vụ nhỏ lẻ khác nữa thì thông qua những cái vụ như vậy thì nó sẽ mang cho mình một số cái kinh nghiệm nhất định và cũng là một người có việc hợp tác với rất là nhiều tiktoker trong việc xây dựng hình ảnh và hỗ trợ về việc xây dựng kênh thì phúc cũng đưa ra một cái số quan điểm của mình về mặt pháp lý nè, về mặt cách xử lý truyền thông và cái thứ ba nữa là về việc xử lý bản quyền ở trên các nền tảng kỹ thuật số như thế nào để mà các bạn tiktoker hoặc là linh baby có xem được video này thì các bạn có thể tham khảo. thì tóm tắt sự việc sơ bộ như thế này năm 2021 thì linh baby một tiktoker với hơn 10 triệu lượt follow đã tham gia ký kết một cái hợp đồng hợp tác với một công ty cổ phần giải trí nkt entertainment và trong nội dung hợp tác, hợp đồng hợp tác này chủ yếu nó xoay quanh về cái vấn đề là sử dụng hình ảnh và khai thác nội dung trên nền tảng kỹ thuật số thôi à, và nội dung của cái hợp đồng này như thế nào thì hiện tại phúc vẫn chưa tiếp cận được cho nên cho nên là phúc chưa có thể phân tích cho các bạn kỹ về từng điều khoản à, và nếu mà linh baby có thể xem được cái clip này thì à, nếu mà tin tưởng thì linh baby có thể gửi cho phúc cái bản hợp đồng và phúc sẵn sàng hỗ trợ linh baby trong việc phân tích à, cái hợp đồng này. À, và thật ra thì như mình tìm hiểu thì Linh Baby cũng đã có cho mình một cái đội ngũ luật sư rồi cho nên là à, đội ngũ luật sư cũng sẽ làm cái nhiệm vụ phân tích cho Linh Baby hiểu rõ hơn về cái tình hình cái à, hoàn cảnh pháp lý của mình để đưa ra những cái lời khuyên cũng như là cái biện pháp hữu hiệu bảo vệ quyền và lĩnh hợp pháp của Linh Baby. Tuy nhiên dưới kinh nghiệm và quan điểm của mình thì à, Phúc sẽ đưa ra những cái à, góp ý à, và những cái giải pháp để mà Linh Baby có thể tham khảo. Đầu tiên về mặt pháp lý à à quên nữa nếu mà các bạn muốn tìm hiểu muốn hiểu rõ kỹ về cái sự việc tranh chấp này các bạn có thể xem lại cái video ở trên kênh YouTube của Linh Baby. Rồi về mặt pháp lý thì các bạn có thể thấy rằng giữa Linh Baby và công ty cổ phần giải trí NTK có ký một cái hợp đồng hợp tác và nội dung hợp đồng hợp tác này nó như thế nào thì để mà đưa ra những cái giải pháp chính xác thì tốt nhất là linh baby nên tham khảo những cái điều khoản trong cái hợp đồng bao gồm như là quyền và nghĩa vụ các bên phương thức hợp tác hình thức hợp tác như thế nào rồi thời gian hợp tác rồi việc mà các bên vi phạm thì sẽ có những cái chế tài như thế nào rồi sau đó thì mới tìm hiểu những cái điều khoản khác thì thông thường một cái bạn tiktoker hoặc là youtuber các bạn sẽ rất ít khi quan tâm đến những cái điều khoản này và thực tế là nếu mà các bạn quan tâm thì nhiều khi các bạn cũng đọc cũng không hiểu bởi vì mình có cơ hội tiếp xúc với những cái hợp đồng hợp tác như thế này và mình thấy là những cái điều khoản nó được quy định trong các hợp đồng nó khá là chặt chẽ thậm chí là có lợi cho các công ty cổ phần giải trí rất nhiều bản thân phúc cũng là một cái người khai thác nội dung số so, kỹ thuật số nè hợp tác với um, rất là nhiều cái youtuber hoặc tiktoker trong việc là giúp họ tham gia vào những cái Network và chăm sóc quản lý kênh của họ đồng thời tư vấn những cái giải pháp pháp lý cho uh, họ trong việc uh, mà họ phát triển cái nền tảng kỹ thuật số của mình cho nên là phúc cũng có một cái số kinh nghiệm nhất định trong cái lĩnh vực này đó là những cái mà phúc nghĩ là linh baby cần phải chú ý và cụ thể nó sẽ có những cái biện pháp như thế nào thì sau khi mà mình nghiên cứu trong cái hồ sơ pháp lý ra mình sẽ chỉ ra được những cái điểm mấu chốt và từ những cái điểm mấu chốt đó mình sẽ có những cái biện pháp ví dụ như là thỏa thuận trực tiếp với công ty cổ phần giải trí nkt nè thậm chí là nếu mà không giải quyết được thì chắc chắn là phải có một cái con đường duy nhất là à, ra tòa thôi các bạn tuy nhiên à, một cái vấn đề mà phúc nghĩ là linh baby cần phải quan tâm đó là cái tranh chấp bản quyền và việc sử dụng hình ảnh trái phép ở trên các nền tảng kỹ thuật số thì cái này các bạn khi tham gia một cái gọi là cái mạng lưới một cái kênh nào đó thì các bạn phải tìm hiểu về cái chính sách của nó thì ở youtube tiktok hay là facebook instagram gì nó có những cái chính sách của họ và cái việc mà các bạn sử dụng hình ảnh và bảo vệ bản quyền hình ảnh của mình trên đó là một cái điều nó cần thiết các bạn phải tìm hiểu tuy nhiên các bạn phải lưu ý rằng những cái nền tảng kỹ thuật số này nó không phải do việt nam phát triển và mặc dù nó có một cái đội ngũ là đội ngũ để mà xử lý các vấn đề về bản quyền hình ảnh tuy nhiên đội ngũ này nó không hiểu về mặt pháp luật việt nam họ chỉ dựa trên những cái mà các bạn cung cấp lời lẽ lập luận của các bạn để họ đưa ra phán quyết thôi và phán quyết của họ là nó chỉ có giá trị trên nền tảng kỹ thuật số của họ chứ nó không có giá trị áp dụng cho cái quốc gia sở tại ví dụ như bạn là một youtuber tiktoker tại việt nam thì nó sẽ không áp dụng tại pháp luật việt nam được mà nó chỉ áp dụng trên đúng cái nền tảng kỹ thuật số đó thôi và trong tương lai thì Việt Nam có control được cái việc này hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Tuy nhiên về cái giải pháp mà để bảo vệ bản quyền và sử dụng hình ảnh thì Linh Baby cần phải chú ý như sau là Linh Baby phải tìm cho mình một cái đội ngũ hoặc ít nhất là một bạn nào đó am hiểu về việc xử lý bản quyền và hình ảnh trên kênh YouTube của mình để có thể khiếu nại nè, rồi có thể mà hả à, bảo vệ được cái hình ảnh bản quyền của mình. Mình thấy là trong video của Linh Baby phốt vừa rồi thì có sử dụng cái logo của NKT và một số tin nhắn thì với kinh nghiệm của mình thì những cái công ty giải trí á họ sẽ thường à họ sẽ có một cái đội ngũ là chuyên đánh vơ bản quyền hoặc là họ thuê một cái đội ngũ đánh vơ bản quyền bằng việc là họ đánh vào cái phần tin nhắn là họ đánh vào cái việc mà nội dung riêng tư nè các bạn rồi cái phần mà logo thì họ sẽ đánh vào việc các bạn sử dụng hình ảnh thương hiệu của họ do đó là linh baby khi mà bóc phốt linh baby cũng phải chú ý về cái phần này để tránh trường hợp bị rì bọt bản quyền và thông thường khi mà các bạn bị rì bọt bản quyền á, thì các bạn phải nhanh chóng xử lý với đội ngũ của bảo vệ bản quyền của youtube hoặc là tiktok hoặc là các nền tảng mạng xã hội khác thì phúc đã có một cái số kinh nghiệm là phúc đã viết những cái gọi là cái bài lập luận để mà bảo vệ cho cái kênh của mình cũng như là một số cái kênh khác mà phúc có tham gia xử lý bản quyền thì ở đây linh baby cần phải chú ý là đội ngũ youtube hoặc là instagram gì đó họ sẽ không hiểu về pháp luật việt nam đâu cho nên là khi mà cái người mà xử lý bản quyền này họ thứ nhất là họ phải có kiến thức về một pháp luật nè thứ hai là họ phải hiểu về chính sách của youtube họ đưa ra những cái bài lập luận bằng chứng xác đáng thể hiện được là uh, hình ảnh của mình đang bị xâm phạm như thế này như thế kia thì đội ngũ YouTube, TikTok họ mới hiểu được và tốt nhất là các bạn nên viết cả phần tiếng Việt và tiếng Anh luôn để cho đội ngũ YouTube này người ta có thể uh, control lại. thì uh, thông thường uh, là thời gian thời gian mà kháng cáo kháng nghị nó chỉ trong vòng dọn dẹp trong chừng 30 ngày thôi nhưng mà nếu mà các bạn có những cái bằng chứng xác đáng hơn á uh, thì cái thời gian nó sẽ rút ngắn lại thì ở đây thì phúc thấy trong video của linh có chia sẻ một cái vấn đề là tại sao hình ảnh của linh mà công ty NKT vẫn có thể sử dụng được mặc dù đã bị report bởi linh nhưng mà trong cái kháng nghị của công ty NKT này họ đã sử dụng một cái bản hợp đồng đã hết hiệu lực nhưng mà vẫn kháng cáo được thì cái này linh lưu ý nha đội ngũ youtube nó không có xem xét kỹ từng điều khoản trong hợp đồng đâu nó phụ thuộc vào những cái mà các bạn gọi là viết các bạn nghiên cứu ra sau đó các bạn trình bày trong cái phần kháng nghị họ ờ, vào sau đó các bạn đính kèm tài liệu theo thì họ thấy là các bạn có căn cứ thì họ tuyên các bạn có căn cứ thôi do đó bởi vì phút mới nói là cái việc mà linh cần phải sử dụng các biện pháp về mặt pháp luật là là cần thiết là cần thiết phải làm nhưng mà song song đó thì chúng ta phải nên làm thêm một cái biện pháp đó là xử lý bản quyền trên youtube luôn để tránh trường hợp chúng ta ăn ba gậy mà khi mà các bạn ăn ba gậy trên nền tảng youtube á, thì đồng nghĩa với các bạn là các bạn đứng trước nguy cơ là mất kênh nếu các bạn không kháng cáo kháng nghị được trên đây là những cái chia sẻ của mình về những cái biện pháp mà để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của linh một cách trọn vẹn cả trên nền tảng kỹ thuật số và trên cái phương diện là công cụ pháp lý các công ty luật đó nó chỉ có thể giúp bạn ở một cái việc là bảo vệ về mặt pháp lý cho các bạn thôi và đưa ra những cái giải pháp cũng như là giúp các bạn thắng trước tòa án vân vân vậy đó nhưng mà các công ty này nó sẽ không có thể có nghiệp vụ để mà nó hỗ trợ các bạn à, về cái phần xử lý bản quyền đâu rất may là mình đã làm việc trong cái à, lĩnh vực kỹ thuật số này cũng khá là lâu cho nên mình cũng có khá là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này và nếu như Linh Baby sẵn sàng à, muốn cần sự giúp đỡ trong lĩnh vực này hoặc là nhờ Phúc tư vấn về mặt pháp lý thì Phúc hoàn toàn quen không và sẵn sàng hỗ trợ Linh Baby đến mức có thể à, video ngày hôm nay cũng đã kết thúc hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy video này hay vụ ích và nếu có thắc mắc gì các bạn có thể comment bên dưới xin chào và hẹn gặp lại các bạn